3 cách giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50. Bổ sung protein. Ngoài việc là thành phần chính của chế độ ăn uống lành mạnh, protein còn là chìa khóa nếu bạn muốn giảm mỡ bụng một cách bền vững. Thực phẩm giàu protein tốt để giảm cân thì phải ít calo và chất béo. Một số ví dụ điển hình như là sữa chua Hy Lạp, đậu, trứng, hạt diêm mạch, cá ngừ, đậu, cá hồi, đậu phụ, quả óc chó và đậu lăng. Có sự cân bằng giữa rèn luyện sức mạnh và sức đề kháng. Có thói quen tập thể dục đều đặn là cách chắc chắn để thúc đẩy nỗ lực giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng rèn luyện sức mạnh và sức đề kháng phải là ưu tiên hàng đầu trong chế độ tập luyện. Trên thực tế thì việc kết hợp tập tạ và thói quen thể dục hàng ngày của bạn chính là một trong những cách để loại bỏ và kiểm soát mỡ bụng. Uống nhiều nước. Nước là một loại đồ uống giải khát hoàn toàn không chứa calo. Điều này làm cho nước trở thành một trong những sự bổ sung tốt nhất cho kế hoạch giảm cân bởi có thể giúp bạn no lâu và ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.